Melbourne Central. Bữa nay là thứ mấy quên rồi ta? À, hôm nay thứ ba ngày hôm nay ngày gì đó ta? Quên rồi, ai nhắc cho mi? À, hôm nay ngày thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018. Hiện tại bây giờ là, biết đồng hồ nhìn đi, 10:30 sáng. Là 10:30 á. 10:30, 10:30 sáng cũng đông. Quá trời người luôn, họ đang đi shopping. Họ đang đi mua sắm. Đó, học sinh nè. Nên là họ đi, học sinh chắc đi giống như là excursion, đi dã ngoại, đi tham quan. Đông ha. Hello little ones. Hello. Thấy không, đông quá trời. Mọi người ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? 10:30 sáng rồi. Ai ăn cơm chưa? Chưa ăn hả? Sớm quá mà ăn chưa cái gì? Có ăn sáng chứ không phải ăn trưa. La 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 la. Ồ bên đây cũng có thằng mai. Ồ bên đây cũng có thằng mai. Ồ bên trái cũng có thằng mai. Ồ bên phải cũng có thằng mai. Bữa nay mọi người sẽ ăn món gì? Nay mọi người sẽ ăn cái gì? Uống cái gì? Hồi sáng mình ăn bánh mì. Bánh mì kẹp với chả và bơ và pate. Yummy nha, yummy. À, đông không? Xuống cầu thang này hả? Xuống cầu thang này là Melbourne Central Station. Không, mình xuống mình đi bộ xíu mới tới. Là trạm xe lửa Melbourne Central. Đây là thuộc về city ở trong thành phố của Melbourne. Hiện tại là có 2 thang máy lên và 1 thang máy đi xuống. Không công bằng à? Không. Vì họ nhiều người, đa số nhiều người họ lên nhiều hơn là họ xuống. Nên họ, buổi sáng là 2 cái lên, 1 cái xuống. Ok. Có thể chiều nó thay đổi là 2 cái xuống, 1 cái lên, tại ta xuống ta đi xe lửa ta về nhà ta ngủ. Ta ngủ, ta ăn tối, xong ta ăn cơm, thí dụ ta ăn cái gì đó rồi xong ta lăn ra ta ngủ. Ồ, trên đây nhiều lầu lắm ha, cũng được 2-3 lầu. Rồi mình đi lên coi thử trên này có cái gì ha. Ôi, đẹp ha. Ồ, ở trên kìa, có cái nhà gì bên đó nữa. Ôi, cao quá. Cao quá. Mấy chục mét luôn á. Không, có thể 100 mét không? Maybe. Ồ, cao quá trình cao luôn. Đây, phải bán cái gì đây? Dòm. What's this? đồng hồ đây. Dòm kỹ cái đồng hồ là có ngày, tháng, năm. Đó. Thấy không? Bữa nay ngày 24 nè. Ngày 24 tháng 4 thứ 3, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống thang máy nha.
Mình đang đi xuống thang máy. Ở dưới này cũng có shop. Nói chung là tầng nào cũng có shop. đi xuống nè, đó, mình đi xuống ra. Xuống nữa, bây giờ mình xuống thêm một tầng nữa mới tới xe lửa. Rồi, cái thang máy này đi xuống đây, thang máy này đang đi xuống rồi. Bước lên rồi, mình bước rồi đi xuống. Đấy. Lúc nào mình cũng phải xuống thang máy là mình phải đứng ở lề bên trái. Vì bên phải là những người họ đi xuống và họ đi xuống, họ giống như chạy xuống, họ đi thang máy liên tục, còn mình chỉ đứng đây, mình đứng ngay tại chỗ. Chừng nào cái thang máy mình nó chở mình xuống rồi mình bước ra thôi, hiểu không? Đó, Coast nè. Coast Central. Ok, bây giờ là tới trạm xe lửa rồi đó. Này thấy ông máy check in đã đi vô xe lửa nè. Ok, bây giờ mình sẽ đi về hướng nào ta? Mình sẽ đi về Water Garden, hướng đó. Summary Water Garden đây. 13 phút nữa có xe platform 3 thôi đi. 13 phút nữa mình cứ đi từ từ mình ra. Ok, nãy giờ mình tới vé rồi nè, thấy không? Vé rồi, bây giờ mình tích đi qua anh nha. Rồi, mình sẽ tích như thế này. Mình ghi vé lên. Khắp up với máy kì. Hết tiền rồi. Thôi đi vô nạp tiền vô. Hết tiền rồi, bây giờ mình phải nạp tiền ra mấy cái máy nè. Rồi, thứ nhất. Bỏ vé vô. Âm 1 đồng 59. Rồi, ba tiền vô. Coi trong túi có nhiều tiền. Rồi, chỉ có một cách 2 đồng duy nhất thôi, bỏ vô. Tiền bị trả rồi, kỳ cục vậy. Bỏ lại. À, vô rồi, 2 đồng, thấy không? 2 đồng. 2 đồng bây giờ. Ok. Receive không? No. Chờ chút nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy vé ra. Từ từ. Ok, hiện tại có 41 cent. Lấy vé. Rồi, đi. Giờ mình sẽ tích lại nha, rồi mình mới qua cổng được. Ok, có tiền rồi, bây giờ tích vô. Ít xanh rồi nè, cửa mở đi qua. Platform 3, mình sẽ đi xuống một cái thang máy. Xuống thang máy ở đây, mũi tên họ chỉ nè. Let's go. Platform 3. Platform 3. Giờ mình sẽ chuẩn bị về nhà. Về nhà làm gì? Mình sẽ ăn trưa. Cũng đói. Ok. Vẫn theo luật, mình phải đứng bên trái. Nay trời cũng ấm, mát mát. 26 độ. Cũng not bad nhé. Cũng tạm. Vừa. Đây, bây giờ là đã ở đâu rồi? Đây là platform 1 và platform 2. Quẹo trái platform 1, quẹo phải platform 2. Bây giờ mình không có phải đi 1, 2. Nếu không là nó sẽ chở mình đi đâu đó. Xuống nữa. Rồi mình xuống tiếp. Ok, để coi. Sunbury còn 5 phút nữa có xe. Đây là thuộc kỳ dưới hầm rồi đó nha. Họ mới. Thank you. Ok, hiện tại là họ dặn là platform 1 và 3, là 3 là mình đang đi đó, là tất cả xe lửa đang chạy rất là đều bình thường. Ok, rất là bình thường. Còn platform 2 và platform 4 đang bị delay một tí. Nói chung là delay là xe nó tới trễ chút á.
Nói chung là xe nó chạy hơi bị trục trặc gì đó đó. Ok rồi, cái thứ nhì họ dặn là phải đứng behind the yellow line. Đây, thấy không? Có cái đường màu vàng là phải đứng ngoài sau cái đường màu vàng. Thấy không? Đứng ngoài sau cái màu vàng. Và trong cái khu này chỉ được đi bộ, không được chạy. Đi chạy rất là nguy hiểm, lỡ mình rớt xuống đây sao? Mình rớt xuống dưới đó thì không dám nói tiếp. Nói chung là vậy, là phải đứng ngoài sau cái đường màu vàng và phải đừng chạy, phải đi bộ. Muốn đi thì đi bộ, còn không đứng ngay ngay, đừng có chạy lung tung. Đó, xe lửa này của Cracky Burn nè, Cracky Burn đó. Đông người quá, trên xe lửa quá chừng đông luôn. Đây là họ tự ở dưới họ lên nè, họ đổ về city, họ đi làm hay là họ đi chơi hay là họ làm một cái việc gì đó. Đó, đó. Ở nè, một đám người họ xuống nha, họ lên thang máy nha, chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Vui. Chuẩn bị họ xuống nè, đông lắm nữa, mình sẽ thấy. Đó, đó, đông không, quá chừng đông luôn, đó. Họ xuống nè. Xuống họ đổ đi thang máy nè, đó. Thấy không, ai muốn đứng thì đi thang máy, mình đứng bên trái, còn ai mà gấp phải chạy lên là lên bên phải đó, là lên. Rồi bên kia họ xuống luôn, họ xuống đi xe của nó đi Blackburn, họ xuống một đống người đó. Lên nè, họ đang đọc trên lo là xe mình sắp tới rồi đó, Sunbury. Đông quá bà con ơi, đông quá. Hôm nay cũng có xe đạp sao lên ta, để coi. Thôi lên đủ loại người ha. Ông đi xe đạp, ông là lên thang máy luôn. Rồi, đó họ lên tới trên rồi đó. Rồi, xe Cracky Burn đóng cửa. Rồi, goodbye Cracky Burn. Have a nice day everyone. Rồi, Cracky Burn chạy. Have a nice day. Bye. Rồi, xe kế lên liền. Tích tắc. Hey, Sunbury. Nó sẽ đi Parliament, Flinders Street, Southern Cross, North Melbourne, Footscray, Middle Footscray, West Footscray, Tottenham, Sunshine, Albion, Guinefer, St. Albans, Keilor Plains, Water Gardens, Diggers Rest and Sunbury. Rồi, xe đang lên nè. Bây giờ mình sẽ lên xe này nha. Vắng quá ha. Giờ này ta đâu có về nhiều đâu. Giờ này ta đổ ra city nhiều chứ về đâu có nhiều. Oh yeah. Đông nè, đông quá trời đông luôn, thấy không? Quá chừng luôn. Giờ họ xuống hết à, rồi họ ra city có thể. Một đa số người ta xuống cũng qua Parliament hoặc Flinders Street, xong Cross nữa là xong. Là hết đông á. Rồi, mình đã lên được xe lửa rồi. Đó. Bye bye, Melbourne Central. The next station is Parliament. Kế đến là đi tới Parliament. Ngồi đi mát quá, ta giận mới lạnh. Thở vô mát. Mix ở xe em đây nó hơi bị xì, nghe xì. Nó hiện tại là vẫn còn ở dưới hầm.
ra tới Phoenix the Strip là mình mới là lên trên, là trên bình thường á. Ok, bây giờ mình chuẩn bị về nhà rồi, mình sẽ ăn trưa rồi mình làm tin lên tin. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé. Thôi, bye bye. Hẹn gặp lại very soon.